Bên ly cà phê, cuộc sống nói gì của tác giả Phạm Anh Tuấn là một cuốn sách vô cùng thú vị mà độc giả có thể cảm nhận được ngay khi lật dở những trang đầu tiên. Qua cái nhìn sâu sắc và những cảm nhận về cà phê, từ cách chế biến, cách thưởng thức cho tới hương vị cà phê tại mỗi thời điểm sẽ khác nhau, tác giả Phạm Anh Tuấn đã viết nên cuốn sách Bên ly cà phê, cuộc sống nói gì với 7 nguyên tắc giúp ta có được sự thanh thản và nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Nguyên tắc thứ nhất, hâm nóng cà phê sẽ gây vị đắng. Ý muốn nói với chúng ta rằng hãy để những chuyện quá khứ thuộc về quá khứ, đừng mang chúng ra để hâm lại, để tự tạo vị đắng cho chính bản thân mình. Nguyên tắc thứ hai, bắt đầu bằng những hạt cà phê tươi mới. Ý muốn nói rằng hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm, chứ đừng lặp lại chúng. Bạn đã thử dùng bã cà phê để đun lại chưa? Nếu đã từng, chắc chắn bạn sẽ biết rằng cà phê đun lại bằng bã sẽ cho vị đắng và khô. Vì thế, đừng lặp lại mà hãy dùng những hạt cà phê tươi mới. Nguyên tắc thứ ba, xay cà phê đúng cách. Cà phê khi xay quá nhuyễn sẽ gây ra vị đắng, còn nếu xay quá thô thì sẽ cho ra nước loãng. Con người cũng vậy, học đúng cách, đặt mình đúng chỗ, chấp nhận những gì mình không thể có chính là một sự khôn ngoan. Nguyên tắc thứ tư, dùng hạt cà phê chất lượng cao và nước tinh khiết. Để có một ly cà phê ngon thì không chỉ cần có bột cà phê ngon mà cần có nước tinh khiết. Con người cũng vậy, cần phải có lòng tin và năng lực của chính mình. Không ngừng hoàn thiện mới có thể tạo nên một cuộc đời trọn vẹn. Nguyên tắc thứ năm, giữ đúng tỷ lệ. Muốn pha một ly cà phê ngon, phải tuân thủ đúng tỷ lệ giữa nước với cà phê. Nếu pha quá nhiều nước sẽ mang đến một ly cà phê loãng và nhạt thếch. Nhưng nếu quá nhiều cà phê sẽ mang đến một ly cà phê đắng ngắt, không thể uống. Cuộc đời cũng vậy, hãy biết cân bằng và học cách cân bằng để tạo ra một cuộc sống thú vị. Nguyên tắc thứ 6, nước sôi sẽ hủy hoại hương vị. Những người pha cà phê chuyên nghiệp đều chỉ sử dụng nước đạt 90 đến 95 độ để pha cà phê, bởi họ biết rằng nước quá sôi sẽ dẫn đến mất hương vị. Cuộc đời cũng vậy, cần biết kiểm soát mức độ căng thẳng, đừng để tự mất hương vị cuộc sống của chính mình. Nguyên tắc thứ 7, uống cà phê khi cần nóng. Cà phê không thể giữ nóng lâu sau khi pha, vì thế hãy uống ngay khi vừa mới pha xong, chứ đừng để chúng trở nên nguội lạnh mới thưởng thức. Cuộc sống cũng vậy, đừng chần chừ mà hãy bắt tay ngay thực hiện những kế hoạch của bản thân mình, trân trọng và tận hưởng hiện tại. Nhiều thế kỷ trôi qua, cà phê ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Cà phê mang lại sự kích thích, giúp chúng ta tỉnh táo hơn. Nhưng cái hay của cà phê lại không chỉ ở công dụng tỉnh táo của chúng, mà còn ở không gian xung quanh chúng. Bên ly cà phê, chúng ta gặp gỡ đối tác, bạn bè, người thân, không chỉ giải quyết, trao đổi công việc, mà còn tán gẫu, thảo luận mọi chuyện từ cổ chí kim, từ đông sang tây để tìm ra những giây phút thư giãn cho bản thân mình. Sau khi đọc cuốn sách này, chúng ta sẽ có cái nhìn mới, sâu hơn, triết lý hơn về cà phê, về cuộc sống để thực sự có thêm những giây phút thanh bình, nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống, cho tương lai và cho bản thân mình.